Bắc Hà đoạn 1. Đâu cần thiết phải đứng gần như thế này, đứng xa xa ra tí chứ. Cái đã gạ được. Con của vậy hôm nay còn 4 con. Nên là mất con màu vàng. Mất con màu vàng. Có con bỏ sữa này là con đực thôi, còn ba con cái. Cái này. Đực. Đó. Đuôi à? Ấu đuôi to. Đây, đây là ông đực Bắc Hà đây, cũng nhiều người quan tâm. Hôm nay mới quay. Đó. Giờ thì lông bầm dậy dài lắm rồi. Lông bầm dài rồi. À, nhìn lông bầm chân này. Đực là 20 tháng đấy. Coi như gần 2 tuổi. Hai lứa chịu được sớm. Cứ đẻ một lứa là chịu được rồi. Không chịu. Khả năng mà. Cứ để yên xem là xem con đực nó vòn xem như thế nào. Chứ làm gì nó nhanh đến mức độ như thế. Đúng không? Coi như là hai con vàng, hai con khoang. Hai con vàng, hai con khoang. Một con khoang vàng trắng này. Và một con khoang bò sữa. Bốn chân trắng. Có phải bốn chân trắng không? Đúng rồi. Cái này cũng thế. Bốn chân trắng. À, thằng này cũng chân trắng này, hai chân trước trắng. Hai chân sau cũng trắng này. Cũng phớt trắng. Nó ra thì buồn cười. Đây là từ đây con này gọi là tứ túc mai hoa đây. Tứ túc mai hoa thuộc thành sùng bám cỏ đấy. Có thành sùng không? Không. Có tí không? Có chân tứ túc mai hoa. À có thạch thùng bám cỏ đấy. Thạch thùng bám cỏ là hay đấy, nhiều người cần lắm đấy. Nhiều người thích lắm đấy. Có vẻ trắng ở cổ, chó màu vàng. Con này thì vàng hết này. À, con này thì vàng hết. Công nhận sữa nó tốt thật. Nhìn trông như cô ghi. Nhìn màu như cô ghi. Nói chung là sữa bọn chó tả tốt. Đây này nó bé nó lớn kém gì rốt đâu. Ờ à, đúng rồi. Lúc, sữa lúc bé nó lớn nhanh. Nó lớn nhanh kém gì rốt đâu. Từ đã nào. Tí nữa rồi ăn. Bỏ sữa. Được. Đây, thế này nhìn chân này. Chấm hai chân sau, hai chân trước. Chấm tứ túc mai hoa đấy. Còn tên này thì có tên này là trơn màu hết này. Tên này thì không có lẫn tí nào cả. Vàng. Màu vàng này là lớn lên là vàng đậm phết đấy. Nên là vàng, có khi vàng như bọn sẹo, như bọn cọc. Thằng này cũng vàng thế này, thằng này vàng lớn lên là còn vàng hơn này. Nhưng thằng này lại tứ túc mai hoa. Này, Bắc Hà. Thế mà cái tầm bọn này hôm nay là bao ngày nhỉ? Hôm nay là hơn chục ngày rồi. Hơn chục ngày. Mắt vẫn chưa hí. Nó càng bụ, nó càng lâu hí. Đàn nó còi còi. Nhìn nó nhanh hí. Đuôi này thì chắc là sẽ bông đây. Để chờ xem lớn lên xem là cái đuôi nó kiểu như thế nào. Ấu đuôi to lắm. Rồi, đây là đàn con Bắc Hà.